Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe review và tóm tắt truyện Linh Vũ Thiên Hạ của tác giả Vũ Phong. Thể loại truyện: tiên hiệp, dị giới, huyền huyễn, xuyên không. Truyện hoàn 5.025 chương. Mặc dù xuất hiện khá muộn so với các tiểu thuyết khác, nhưng Linh Vũ Thiên Hạ của tác giả Vũ Phong khi mới ra đời đã được đón đọc nồng nhiệt, trở thành tác phẩm ăn khách trên các trang truyện Trung Quốc bởi cốt truyện mới lạ cùng cách xây dựng tính cách nhân vật vô cùng độc đáo, trở thành một trong những truyện tiên hiệp hay nhất, nhận được sự yêu thích vô cùng to lớn từ độc giả. Nội dung truyện: Linh Vũ Thiên Hạ là câu chuyện về hành trình từ phế vật thiếu gia trở thành đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ tam tông tứ môn của chàng trai trẻ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, một thanh niên bình thường ở thế giới hiện đại, vừa tốt nghiệp vào làm công việc vặt vãnh tại một văn phòng nhỏ, trên bất đắc kỳ tử do bị máy photocopy dò điện. Riêng lý do lãng xẹt này mình đã cảm giác là chuyện khá hài hước. Hắn tỉnh lại với thân phận con rơi, địa vị trong gia tộc thấp kém. Với thân phận mới, hắn bắt đầu tìm hiểu thế giới mình đang ở. Kiếp trước không có tiền đồ, bây giờ được bắt đầu một cuộc sống mới trở lại. Hắn tuyệt đối không thể cam chịu trở thành người tầm thường. Hắn nhận ra đây là một thế giới hoàn toàn khác với kiếp trước, có tên là Linh Vũ Đại Lục, là một đại lục vô cùng rộng lớn. Tại đây lấy vũ vi cường, lấy linh vi tôn, có vũ giả cùng linh giả tồn tại. Vũ giả có lực lượng lớn vô cùng, khi đạt đến cảnh giới nhất định đều có khả năng rời núi lấp biển, phá toái hư không. Còn về linh giả, đó là những nhân vật thần bí, tồn tại những khả năng mà người phàm khó hình dung. Khi linh giả đạt đến cảnh giới nhất định, cũng có thể hô mưa gọi gió. Trên đại lục Linh Vũ, đạt đến vũ xuất cùng linh xuất đã là cường giả trong cường giả. Họ đều là những người được toàn thiên hạ trọng vọng. Lão gia chủ Lục gia cũng chính là ông nội mà hắn chưa từng gặp mặt, nghe nói chính là vũ giả có cảnh giới vũ tướng. Trên đại lục này, ngoại trừ vũ giả cùng linh giả, còn có yêu thú và linh thú. Yêu thú và linh thú cực kỳ lợi hại, con người cũng không dám trêu chọc chúng. Chỉ những vũ giả hoặc linh giả có thực lực vô cùng mạnh mẽ mới dám đi đối phó yêu thú và linh thú. Chính vì vậy, địa vị của vũ giả linh giả trên đại lục rất cao. Lục Thiếu Du vì may mắn ăn vào linh đan thuộc hỏa hệ và thủy hệ, hòa hợp trở thành âm dương chi thể. Nhờ Nam Thúc là một cường giả ẩn thế truyền cho công pháp âm dương linh vũ quyết, vốn là bộ công pháp song tu, khiến hắn vừa là vũ giả vừa là linh giả. Tương lai, thực lực của hắn so với người cùng cấp sẽ mạnh hơn, có thể nói trong cùng một cấp độ, hắn chính là tồn tại vô địch. Từng bước Lục Thiếu Du đã thay đổi được vận mệnh của mình, trở thành cường giả đứng đầu. Linh Vũ Thiên Hạ đại kết cục. Lục Thiếu Du vì hộ thủ linh vũ thế giới, đại chiến với thần linh Thánh Vương, thành công đột phá Tử Mông cảnh, chạm thần linh Thánh Vương, bảo vệ linh vũ thế giới. Hệ thống tu luyện: linh giả giống vũ giả cùng có 9 cảnh giới. Vũ giả phân thành vũ đồ, vũ sĩ, vũ sư, vũ phách, vũ tướng, vũ xuất, vũ vương, vũ tôn, vũ đế. Trước vũ đồ còn có cảnh giới vũ khí. Chỉ khi đạt tới vũ khí cửu trọng đỉnh phong mới có thể đột phá lên vũ đồ, đạt đến vũ đồ mới có thể coi là vũ giả. Linh giả cũng giống như vậy. Linh giả phân hành linh đồ, linh sĩ, linh sư, linh phách, linh tướng, linh xuất, linh vương, linh tôn, linh đế. Trước linh đồ có linh khí cửu trọng, đột phá linh khí cửu trọng mới có thể thành linh đồ, chính thức trở thành linh giả. Ngoài ra còn có yêu thú, linh thú các thể loại, chia làm nhất giai, nhị giai, mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Công pháp chia làm 6 loại từ cao đến thấp: thiên, địa, huyền, hoàng, tinh, thần. Ngũ hệ: vũ giả, vũ kỹ. Công pháp cho vũ giả được chia thành 5 loại: mộc, thủy, hỏa, thổ, phong. Nhân vật: Lục Thiếu Du bởi vì thân phận vô thừa nhận của mình nên bị coi rẻ, mọi người cho là phế vật, ngay cả địa vị còn không bằng nô bộc trong nhà. Hắn không cam lòng nhìn mẫu thân bị đối xử tàn tệ, cũng không thể để mối thù gia tộc bức hại trôi vào quên lãng. Nếu đã được tái sinh, hắn nhất định không thể sống tầm thường. Nếu ông trời muốn thử thách hắn, hắn sẽ kiêu ngạo mà đương đầu tới cùng. Nhất định hắn phải trở thành kẻ có sức mạnh đỉnh cao, nắm rõ sinh tử của cả thế gian trong tay. Có như thế mới thỏa một kiếp làm nam nhi. Trong thế giới xa lạ, say nằm trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Đây mới là cuộc sống đáng mơ ước. Linh vũ song tu, bá chủ kiêu hùng. Đã đến, ta sẽ lưu lại một huyền thoại. Thân phận: trưởng môn phi linh môn, linh vũ thế giới thập đại cường giả tuổi trẻ, linh vũ chiến vương, linh vũ chiến tôn, kim hoàng chủ, ngũ hành đại đế, linh vũ thế giới chi chủ, chiến thần, lục gia quân thống soái, lục soái, tuyên cổ điện thánh chủ.
Hỗn độn thiên thế giới chi thủ, Tam thiên hỗn độn thế giới chi thủ, tôn xưng thiên thánh. Lục Thiếu Du trong cuộc hành trình của mình gặp phúc duyên vô số kể, nữ tử đến với hắn nhiều không đếm nổi. Hồng Nhan Hề Tử, Bắc Cung Vô Song, con gái của Bắc Cung Kình Thiên, tộc trưởng gia tộc Bắc Cung, một trong lục đại nhân hoàng tộc, am hiểu mộc áo nghĩa. Vân Hồng Lăng, con gái của Vân Tiếu Thiên, tông chủ Vân Dương Tông, tam hệ võ giả. Độc Cô Cảnh Văn, Thúy Ngọc, con gái của Độc Cô Ngạo Vũ, tộc trưởng gia tộc Độc Cô, một trong lục đại nhân hoàng tục, am hiểu linh hồn áo nghĩa. Lữ Tiểu Ninh, con gái của Lữ Chính Mạnh, môn chủ Linh Thiên Môn. Bạch Linh, cửu vĩ thiên hồ nhất độc, bị nhốt trong Vân Dương Tông 6.000 năm, ước định bảo kê nhân vật chính 600 năm. Lăng Thanh Tuyển, Linh Vũ Giới, con gái Độc Cô Ngạo Vũ, vũ hệ võ giả. Mộ Dung Lan Lan, đảo chủ Thiên Vân Đảo. Lam Linh, đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông. Phương Thải Y, con gái của cốc chủ Thải Hồng Cốc. Huyền Tuyết Ngưng, thiên sinh linh vật. Phong Du Du, người phong gia ở đại thiên thế giới Phong Vân Sơn Ma Nữ. Cảm nhận đánh giá: Linh Vũ Thiên Hạ là một trong số những chuyện mình xếp vào dạng hành văn hay nhất. Không chỉ như vậy, nội dung mà Linh Vũ Thiên Hạ hướng đến cũng rất sáng tạo và thu hút. Chuyện khá là dài, tác giả không dồn quá nhiều bút lực vào quá trình tu luyện, tăng cảnh giới của nhân vật. Điểm hấp dẫn độc giả là tác giả khắc họa chân thực, rõ nét và sinh động quá trình nỗ lực, phấn đấu và vượt qua khó khăn, hiểm nguy của nhân vật. Cảm nhận được sự kiên định, mong muốn đề cao năng lực chiến đấu, nhất là sự nỗ lực, kiên định, dũng cảm đương đầu, vượt qua trở ngại để đạt được mục đích. Cốt truyện hay, sáng tạo, văn phong hài hước, thu hút người đọc. Hoặc giả cũng có thể bởi vì tính cách vô sỉ của Lục Thiếu Du mà lượng độc giả tăng nhanh chóng. Sau thời kỳ đầu với những nam chính với tính cách quân tử, sát phạt, bây giờ những nhân vật hơi hạ lưu, sống đúng với bản chất của mình nhưng đem lại tiếng cười vui vẻ đang được ưa chuộng. Các bạn không ngại chuyện dài thì hãy nhảy hố nhé! Trích đoạn trong truyện. Lục Thiếu Du cả gan tiến vào kho chứa củi, trong đêm tối lờ mờ không ngờ lại thấy được một thân ảnh quen thuộc. Nam Thúc, sao lại là Thúc? Lúc này, Lục Thiếu Du đánh giá Nam Thúc, bộ dạng của ông lúc này hoàn toàn khác với bộ dạng tuổi già sức yếu ban ngày. Hai mắt hữu thần, cả người như phát ra một khí thế vô hình, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Rất kỳ lạ sao? Nếu không phải là nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, tâm địa cũng thiện lương, ta cũng không thèm tới cứu ngươi. Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du nói. Nam Thúc, cứu ta cái gì? Sao ta lại có cảm giác ngươi khác với lúc trước? Lục Thiếu Du không nhịn được hỏi. Ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết? Lão Bộc nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du khó hiểu nhìn Nam Thúc, ngay sau đó liền giật mình một cái. Không thể nào, con rất tốt à, Nam Thúc, người đừng nói giỡn nữa. Nam Thúc cười khẽ một tiếng nói. Ta nói giỡn. 5, 4, 3, 2, 1. Theo chữ 1 rơi xuống, khi Lục Thiếu Du còn đang kinh ngạc, thì hai cỗ khí nóng lạnh trong cơ thể đột nhiên bộc phát, mạnh mẽ xông ra như muốn phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn. A, Lục Thiếu Du muốn kêu lên thảm thiết nhưng thanh âm không thể nào phát ra được, chỉ đấy hai mắt hoa lên. Nam Thúc đã tiến đến bên người hắn, sau đó một tay đặt vào ngực, một tay đặt vào bụng của hắn, nhất thời hai cỗ khí kia liền biến mất, tất cả trở lại yên tĩnh. Ta không lừa ngươi chứ? Nam Thúc nói. Nam Thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi phải cứu con à? Đã đến nước này, trong lòng Lục Thiếu Du đã nhận định Nam Thúc nhất định là cường giả trong truyền thuyết, chỉ là cố ý ẩn thân ở Lục gia mà thôi. Xem ra hai cỗ khí nóng lạnh trong cơ thể mình nhất định là do hai viên yêu đan kia dẫn phát. Đi theo ta. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du một cái rồi lập tức đi vào một góc tường trong kho chứa củi. Không biết tay ông động vào chỗ nào, ngay sau đó trên tường xuất hiện một mật thất dưới lòng đất. Nam Thúc cũng không để ý tới biểu lộ kinh ngạc của Lục Thiếu Du, tự mình tiến vào mật thất kia. Lục Thiếu Du mang theo sự kinh ngạc cũng tiến vào trong mật thất. Xì, một tiếng động rất nhẹ vang lên, cửa mật thất đã bị đóng. Trong mật thất, hình ảnh lọt vào mắt Lục Thiếu Du ngoại trừ một chiếc giường đá ra cũng không còn cái gì khác. Nam Thúc, ở đây. Thấy mật thất, trong lòng Lục Thiếu Du ngạc nhiên không ngừng. Theo trí nhớ của hắn thì bên trong phòng chứa củi này không có gì đặc biệt. Ta là người trông coi ở đây nên mở ra một gian mật thất để chuẩn bị cho việc khẩn cấp. Ngươi nói thật cho ta biết, mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong cơ thể ngươi phát ra hai loại năng lượng lạnh nóng? Lão Bộc, Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, thần sắc có chút không bình thường,
nhưng trong mắt thể hiện sự ân cần nhiều hơn. Hừm. Đến lúc này, Lục Thiếu Du cũng chẳng dám che giấu. Sau đó, hắn ngay lập tức đem chuyện vách núi kể từ đầu tới đuôi. Và tất nhiên, hắn không kể về việc xuyên không. Đó là kỳ tích của đời hắn, mà có nói cũng chẳng ai tin được. Cự ưng màu xanh, biết phun lửa. Con rơi màu trắng phun hàn khí. Chẳng lẽ là... Sau khi nghe xong Lục Thiếu Du tự thuật, thần sắc Nam Thúc trở nên nghi hoặc. Sau đó hướng Lục Thiếu Du nói: theo lời ngươi thì con rắn nhỏ đó, nhanh đem cho ta xem. Chính nó. Lục Thiếu Du nhấc ống tay áo phải, lộ ra một cái đầu ngẩng lên của con rắn nhỏ màu vàng nhạt, hướng về phía lão bộc Nam Thúc nói: chẳng lẽ là... Nhìn thấy con rắn màu vàng nhạt, Nam Thúc ngạc nhiên hẳn lên và nói: thật là không thể tin nổi. Người lão bộc Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, trong thần sắc mang theo ngạc nhiên nói: từ khi ngươi được sinh ra, nhìn ngươi lớn lên ở Lục gia, cuộc sống của ngươi bị khinh bỉ, nhưng không ngờ vận khí của ngươi lại tốt như vậy. Chuyện tốt này cũng là do ngươi may mắn mới gặp được. Nam Thúc, ngươi nói rõ ràng một chút, con nghe không hiểu. Lục Thiếu Du nói: chẳng qua là ban đầu Lục Thiếu Du quả thực bị khinh bỉ rất nhiều, có khi còn bị khi nhục hơn cả mấy tên gia nô. Ngươi đương nhiên là không hiểu rồi. Nam Thúc nói: ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay muốn chết? Ngươi muốn một ngày nào đó có thể đứng ngạo nghễ trên đời không? Nói xong, trong mắt Nam Thúc lóe lên tia sáng lấp lánh. Tiểu tử quả thực không muốn chết, cầu xin Nam Thúc giúp đỡ. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du quỳ gối trước người lão bộc. Nếu muốn thay đổi tình cảnh trước mắt thì phải dựa vào Nam Thúc rồi. Đây tuyệt đối không phải là người bình thường. Nếu lão giúp mình sẽ thay đổi được tình cảnh hiện tại. Ngươi cũng thông minh, chẳng qua là trong lòng ta muốn giúp ngươi cũng do có một ý tưởng. Không biết rốt cuộc cuối cùng là giúp hay là hại ngươi. Nam Thúc do dự mà nói: Nam Thúc muốn giúp con, tất nhiên là không hại con. Lục Thiếu Du nói: đứng lên đi, ta nhìn ngươi lớn lên, biết rõ ngươi tâm trí lương thiện, đối với mẫu thân ngươi rất hiếu thuận. Nếu không ta đã không giúp ngươi, cũng không ở trước mặt người ngoài bạo lộ thân phận. Nhớ kỹ, cũng không ở trước mặt ngươi bại lộ thân phận. Nhớ kỹ, chuyện của ta ngươi không được nói cho bất kỳ kẻ nào. Nam Thúc nói, đỡ Lục Thiếu Du dậy, tiếp tục nói: ngươi từ nhỏ kinh mạch đã bế tắc, không thể luyện vũ thuật, cũng vô pháp trở thành linh giả. Theo như ta thấy đó là do ngươi bị hãm hại. Nhưng không nghĩ tới ngươi lần này đại nạn không chết, có được hai viên linh đan, thật đúng là may mắn. Cũng bởi vì ngươi chưa từng tu luyện qua bất kỳ công pháp nào, nên hai viên hỏa hệ và thủy hệ linh đan mới có thể hòa hợp trở thành âm dương chi thể. Âm dương chi thể? Nam Đúc, ngươi vừa mới nói con suýt chết, còn nói con ăn vào không phải là yêu đan mà là linh đan. Lục Thiếu Du hỏi: ngươi cho rằng cự ưng cùng con rơi khổng lồ đó là yêu thú hay sao? Đây chính là linh thú. Cự ưng hẳn là tứ giai linh thú, hỏa linh phi ưng. Còn con rơi đó chính là ngũ giai linh thú, hàn xương bạch bức. Linh đan là bảo vật bị ngươi trực tiếp ăn vào. Nói là phí phạm của trời cũng không đúng. Xem như là ngươi gặp vận may lớn đi. Chẳng qua về sau đối với ngươi sẽ không có ít chỗ tốt. Chỉ vì ngươi là người bình thường, nuốt một lúc hai viên linh đan của hỏa linh phi ưng và hàn xương bạch bức thì sớm muộn gì cũng bạo thể mà chết. Vừa nãy nếu không có ta thay ngươi áp chế, bây giờ ngươi cũng đừng nghĩ có thể cùng ta nói chuyện ở chỗ này. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nghe thêm nhiều review và tóm tắt chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.